Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, Bangladesh và Indonesia biểu tình, các doanh nghiệp quay xe sang Việt Nam đầu tư. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đã cán mốc 156,5 tỷ đô la Mỹ, một con số ấn tượng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành chủ lực như nông thủy sản và công nghiệp đều ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, minh chứng cho thấy chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Đơn hàng đến dồi dào hơn, tuy nhiên cánh cửa xuất khẩu không phải lúc nào cũng rộng mở. Bộ Công Thương nhận định xu hướng đa dạng hóa nguồn cung, dịch chuyển khỏi Trung Quốc đang tạo ra làn sóng cạnh tranh mới. Các đối thủ đáng gờm như Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Ấn Độ, Indonesia hay Bangladesh đều đang nhắm đến những thị trường tiềm năng nơi Việt Nam đang có chỗ đứng. Vậy đâu là điểm yếu của chúng ta? Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục đón xem nội dung. Bà Trần Thu Quỳnh, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam tại Canada, chỉ ra rằng khoảng cách địa lý xa xôi khiến nông sản Việt Nam khó cạnh tranh về giá cả so với Hoa Kỳ và Mexico tại thị trường Canada. Bên cạnh đó, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA như NAFTA cũng là rào cản lớn. Có thể thấy Canada, quốc gia sở hữu nhiều FTA với các nước Nam Mỹ, là thị trường đầy tiềm năng. Họ có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn cung ổn định, giá nhân công rẻ và đặc biệt là khí hậu tương đồng với Việt Nam, giúp cho nông sản Nam Mỹ dễ dàng chinh phục thị trường khó tính này. Rõ ràng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, Việt Nam cần chủ động nắm bắt cơ hội, đồng thời xây dựng chiến lược bài bản, nâng cao năng lực cạnh tranh để khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu. Hành trình chinh phục thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản, chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay tại sân chơi ASEAN, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký như Malaysia, Singapore, những quốc gia đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Chưa kể Indonesia cũng sắp sửa ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Canada vào năm 2024. Trong bối cảnh Canada đang đẩy mạnh hợp tác với toàn khối ASEAN, điều này đồng nghĩa các mặt hàng chủ lực của Việt Nam, từ cà phê, gia vị đến nhiều loại nông sản khác, sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết, đặc biệt khi các đối thủ đều được hưởng lợi thế về thuế quan. Thị trường châu Âu, cụ thể là Đức, cũng đặt ra nhiều thách thức. Khoảng cách địa lý xa xôi khiến chi phí vận chuyển và bảo quản hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Nông sản Việt Nam vì thế khó cạnh tranh với các quốc gia gần Đức hơn như Nam Mỹ hay Bắc Phi. Bên cạnh đó, bức tường FTA của EU với 79 đối tác và cơ chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP cho 67 quốc gia càng khiến cuộc đua trở nên khốc liệt. Tính đến nay, EU đã có tổng cộng 42 FTA có hiệu lực, chưa kể áp dụng từ hàng hóa Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang Đức là không hề nhỏ. Tuy nhiên, dưới những gam màu ảm đạm ấy vẫn le lói những tia hy vọng. Bất ổn chính trị tại một số quốc gia như Indonesia, Bangladesh vô tình mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là, theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, trong số 33 công ty dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc do ảnh hưởng từ biểu tình, đã có tới 23 doanh nghiệp lựa chọn Việt Nam là điểm đến tiềm năng. Trong khi đó, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, lại không nhận được sự tin tưởng nào từ các doanh nghiệp này. Điều này cho thấy vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Đây chính là thời cơ vàng để chúng ta đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa đất nước phát triển bứt phá trong tương lai. Indonesia, quốc gia được mệnh danh là nền kinh tế vạn đảo, đang đứng trước bài toán nan giải trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, mặc dù sở hữu tiềm năng to lớn với vị thế là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Indonesia lại chưa thể tạo dựng được sức hút đủ mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bằng chứng là trong nửa đầu năm 2019, FDI vào Indonesia chỉ tăng vỏn vẹn 4% so với cùng kỳ, một con số hết sức khiêm tốn. Nguyên nhân được chỉ ra là do môi trường kinh doanh tại Indonesia còn nhiều rào cản, thủ tục hành chính phức tạp, thiếu minh bạch, cùng chi phí lao động ngày một leo thang. Trước thực trạng đó,
Tổng thống Joko Widodo đã mạnh tay chỉ đạo cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những bất cập nhằm thu hút đầu tư. Nỗ lực này đã được ghi nhận khi thứ hạng của Indonesia trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh quốc tế có bước nhảy đáng kể từ vị trí 120 năm 2014 lên vị trí 73 trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, dòng vốn FDI vào Indonesia vẫn chưa thực sự bứt phá. Các chuyên gia nhận định thủ tục cấp phép phê duyệt còn nhiều bất cập, thiếu sự thống nhất giữa các cấp chính quyền trung ương và địa phương khiến các nhà đầu tư e ngại. Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu tăng gần 8% mỗi năm khiến chi phí nhân công tại Indonesia trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp. Có thể thấy, chính phủ Indonesia cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho doanh nghiệp quốc tế. Nếu không, nền kinh tế vạn đảo có thể sẽ vụt mất nhiều cơ hội quý báu, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn FDI đang có xu hướng dịch chuyển sang các quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, quốc gia luôn duy trì tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài so với GDP ở mức 5-6%, cao hơn đáng kể so với mức 1,9% của Indonesia. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Indonesia đã thẳng thắn nêu lên những nốt trầm trong hệ thống chính sách của quốc gia vạn đảo, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Họ cho rằng sự thiếu nhất quán và minh bạch trong chính sách thuế đang là rào cản lớn nhất. Thực trạng, mỗi người một phách trong cách hiểu và áp dụng luật thuế khiến các doanh nghiệp Nhật Bản vô cùng lúng túng. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng trong năm 2016 đã có tới 12.852 trường hợp tranh chấp giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế tại Indonesia. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian công sức mà còn khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Nhận thức được những bất cập này, Tổng thống Joko Widodo cam kết sẽ lắng nghe và có những điều chỉnh phù hợp để cải thiện môi trường đầu tư. Phát biểu với tờ Nikkei vào cuối tháng 9, ông cho biết sẽ tập trung sửa đổi luật lao động theo hướng linh hoạt hơn, đồng thời minh bạch hóa hệ thống thuế. Có thể thấy, chính phủ Indonesia đang nỗ lực thể hiện sự cởi mở và cầu thị hơn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hành động cụ thể và quyết liệt vẫn là điều cần thiết để Indonesia có thể ghi điểm trong mắt các nhà đầu tư, biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, nới lỏng các quy định bảo vệ người lao động, cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống thuế minh bạch, thống nhất là những bài toán mà ông Widodo sẽ phải giải quyết trong thời gian tới. Những nỗ lực cải cách môi trường đầu tư của Indonesia chưa kịp hết trái thì làn sóng biểu tình bùng phát đã dội một gáo nước lạnh vào tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài. Tình trạng bất ổn chính trị khiến Indonesia mất điểm trầm trọng, khiến các tập đoàn lớn e ngại trong việc rót vốn vào quốc gia này. Còn nói đến Bangladesh, chúng ta thường nghĩ ngay đến một cường quốc dệt may. Tuy nhiên, ngành dệt may thế giới đang trải qua những biến động khó lường khi Bangladesh, gã khổng lồ dệt may toàn cầu, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Điều này vô tình mở ra cánh cửa cơ hội cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Là nhà xuất khẩu quần áo lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu, Bangladesh đóng góp tới 83% tổng thu nhập xuất khẩu của quốc gia này từ ngành dệt may, tương đương 38,4 tỷ đô la trong năm 2023. Trước bối cảnh ngành dệt may Bangladesh lao đao vì khủng hoảng năng lượng, liệu đây có phải là thời điểm vàng để Việt Nam tận dụng và vươn lên trở thành thủ phủ dệt may mới của thế giới? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Thủ phủ may mặc này đang đứng trước nguy cơ tê liệt khi nhiều nhà máy phải đóng cửa vô thời hạn do thiếu hụt năng lượng. Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu may mặc Bangladesh thậm chí đã phải ban hành lệnh đóng cửa các xưởng sản xuất cho đến khi có thông báo mới. Theo thông tin từ tờ Business Standard của Bangladesh, nhiều doanh nghiệp dệt may nước này đang chứng kiến lượng đơn hàng sụt giảm từ 25-40%, kéo theo giá xuất khẩu lao dốc. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu toàn cầu giảm sút cộng với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại Bangladesh. Ngân sách eo hẹp buộc chính phủ Bangladesh phải cắt giảm trợ cấp khí đốt, trong khi ngành dệt may lại là ngành tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp dệt may tại Bangladesh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đơn hàng khan hiếm, chi phí sản xuất đội lên cao hơn cả giá xuất khẩu, buộc họ phải từ bỏ đơn hàng để tránh thua lỗ. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, Việt Nam, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Bangladesh, sẽ có lợi thế nhất định trong ngắn hạn. Năng lực sản xuất dệt may của Bangladesh suy giảm
đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm sản xuất hàng mùa đông, sẽ khiến nhiều khách hàng phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, gián tiếp tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Bên cạnh đó, uy tín của ngành dệt may Bangladesh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, trong khi áp lực tăng lương cho người lao động ngày càng lớn, khiến lợi thế về chi phí nhân công giá rẻ của Bangladesh dần mất đi. Đồng quan điểm, công ty chứng khoán SSI cho rằng việc nhiều nhà máy tại Bangladesh đóng cửa sẽ thúc đẩy làn sóng dịch chuyển đơn hàng sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có tỷ lệ đơn hàng CMT cao và tập trung xuất khẩu sang thị trường châu Âu, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang lớn là khách hàng của Bangladesh như H&M, Zara sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Bên cạnh thị trường châu Âu, Mỹ, thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam chiếm 15% thị phần, cũng là miếng bánh đầy tiềm năng. Năm 2023 và nửa đầu năm nay, Bangladesh vẫn chiếm tới 7,1% thị phần xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thị phần xuất khẩu lớn sang Mỹ cũng được dự báo sẽ hưởng lợi từ sự kiện này. Nhìn xa hơn về dài hạn, nhiều chuyên gia nhận định các doanh nghiệp FDI sẽ tính toán đến việc tìm kiếm quốc gia thay thế Bangladesh trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn sản xuất. Và Việt Nam, với lợi thế về nguồn nhân công giá rẻ, tay nghề cao, chính sách thu hút FDI ưu đãi cùng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đang là ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự đến với những doanh nghiệp đủ năng lực sản xuất để đáp ứng các đơn hàng mới. Đây chính là thời điểm vàng để dệt may Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đồng thời, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường để phát triển bền vững. Sự lạc quan này không phải là không có cơ sở. Nhìn vào thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2024, chỉ số Việt Nam Index đã có bước hồi phục đáng kể, tăng 3,6%. Đặc biệt ấn tượng là nhóm cổ phiếu dệt may với mức tăng trưởng vượt trội. Cổ phiếu TN của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TN tăng mạnh 12,9%, đạt mức 27.100 đồng trên một cổ phiếu. Tương tự, cổ phiếu MCS của Công ty Cổ phần May Sông Hồng cũng tăng 11,9%, đạt 48.800 đồng trên một cổ phiếu. Cổ phiếu TCM của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công cũng ghi nhận mức tăng 4,1%, lên 47.300 đồng trên một cổ phiếu. Giới chuyên gia nhận định, đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu dệt may đến từ kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu lớn trên thế giới đang có xu hướng chuyển dịch đơn hàng từ Bangladesh sang các quốc gia có năng lực sản xuất tốt hơn như Việt Nam. Kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2024 của nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam càng củng cố thêm niềm tin cho giới đầu tư. Điển hình như Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TN ghi nhận mức doanh thu đạt 3.526,87 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận của công ty này cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 129,3 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể từ 13% lên 15,9%. So sánh với Bangladesh, quốc gia xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, ta có thể thấy rõ tiềm năng của Việt Nam. Năm 2023, Bangladesh đạt kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ấn tượng với 40 tỷ đô la. Trong 5 tháng đầu năm 2024, con số này đạt 21,7 tỷ đô la, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi thế cạnh tranh của Bangladesh đến từ lực lượng lao động dồi dào với mức lương thấp. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại của Bangladesh chính là cơ hội vàng cho ngành dệt may Việt Nam. Bằng việc tận dụng tốt thời cơ, thu hút dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên, khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ dệt may toàn cầu. Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi các đối thủ cạnh tranh như Bangladesh gặp nhiều bất lợi. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2023 đạt 33,33 tỷ đô la và tiếp tục tăng trưởng 4,2% trong 7 tháng đầu năm 2024, đạt 19,8 tỷ đô la. Mặc dù là dệt may là một trong 5 ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch trên 10 tỷ đô la, chúng ta vẫn chưa thể chủ quan. Bangladesh luôn là đối thủ đáng gờm với lợi thế về chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ sợi, dệt đến may, được hỗ trợ bởi nhiều chính sách ưu đãi của chính phủ. Trong khi đó,
ngành dệt may Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu vào khâu may mặc, chưa phát triển đồng bộ các công đoạn sản xuất, khiến giá thành sản phẩm cao hơn và khó cạnh tranh về giá tại một số thị trường. Dù lượng đơn hàng từ Bangladesh thường có biên lợi nhuận thấp, nhưng đây vẫn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các khách hàng lớn, xây dựng uy tín thương hiệu. Quan trọng hơn, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy yếu, đây là phao cứu sinh giúp các doanh nghiệp dệt may duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ngành dệt may toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi đầy sôi động. Giữa những biến động ấy, cơ hội đang mở ra cho ngành dệt may Việt Nam khi Bangladesh, một ông lớn trong ngành, đang phải đối mặt với thách thức. Theo ông Trần Nhật Trung, giám đốc phân tích chứng khoán AFB, dù gặp khó khăn, vị thế của Bangladesh trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu vẫn rất vững chắc. Điều này đặt ra cho Việt Nam một bài toán về nâng cao sức cạnh tranh. Lời giải nằm ở việc hướng tới làm chủ chuỗi giá trị sản phẩm, từ khâu dệt, hoàn thiện vải đến cắt may. Bên cạnh đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế cũng là yếu tố then chốt. Rõ ràng, cánh cửa thị trường đang rộng mở với dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, để biến thách thức thành bệ phóng cho tăng trưởng bền vững, chúng ta cần một chiến lược bài bản, dài hơi, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện chuỗi cung ứng, nắm bắt xu hướng thị trường là những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, việc duy trì môi trường đầu tư ổn định chính là chìa khóa then chốt để thu hút dòng vốn đầu tư, đảm bảo cho sự phát triển thành công trong dài hạn. Đồng thời, các doanh nghiệp cần chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các chính sách hỗ trợ ngành dệt may sẽ tạo ra sức bật mạnh mẽ, giúp Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là thời điểm vàng để chúng ta khẳng định dấu ấn trên bản đồ dệt may thế giới. Liệu chúng ta có sẵn sàng nắm bắt cơ hội này để đưa ngành dệt may Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, vươn tầm ảnh hưởng toàn cầu? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Từ trước đến nay, khi nhắc đến hòn đảo có vị trí chiến lược đối với Việt Nam ở phía Tây Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đảo Phú Quốc. Nhưng ít ai biết rằng, cách Phú Quốc không xa còn có một cái tên khác đã và đang trở thành nỗi khiếp sợ của Campuchia suốt nhiều năm qua, đó chính là quần đảo Thổ Chu. Nơi đây được ví như là một trong những tiền đồn quan trọng giúp đất nước hình chữ S chọc thẳng vào từ huyệt của Campuchia, qua đó giúp Việt Nam giữ được thế phòng ngự tấn công hết sức hiệu quả một khi có chiến tranh xảy ra bất ngờ. Vậy điều gì ở quần đảo Thổ Chu khiến cho nó có được sức răn đe lớn đến thế và tại sao quần đảo này lại trở thành tấm lá chắn vững chắc cho Việt Nam tại vịnh Thái Lan giàu tiềm năng hàng đầu? Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá tất tần tật về quần đảo Thổ Chu. Vâng, theo Wikipedia cho biết, từ đầu thế kỷ 18 đến trước khi có được đường Braille vào năm 1939, cụm đảo Thổ Chu và toàn bộ các đảo nằm giữa Việt Nam và Campuchia cả về lịch sử và pháp lý đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phía Campuchia mới chỉ chính thức quản lý các đảo ở phía Bắc đường Braille từ năm 1937. Chi tiết hơn về quần đảo Thổ Chu hay quần đảo Thổ Châu, đây là một quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan và nằm ở phía tây nam đảo Phú Quốc. Toàn bộ quần đảo này cấu thành xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quần đảo Thổ Chu gồm có 8 đảo lớn nhỏ: đảo Thổ Chu, Hòn Cái Bàn, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Từ, Hòn Khô, Hòn Xanh và Hòn Cao Trong. Trong đó, đảo Thổ Chu là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Chu và là trung tâm hành chính của xã đảo Thổ Châu. Hòn đảo này nằm cách đảo Phú Quốc 102 km và cách thành phố Rạch Giá 220 km về phía tây nam. Ngoài ra, nó còn cách mũi Cà Mau khoảng 157 km về phía tây bắc. Đây là hòn đảo xa bờ nhất so với Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Trên đảo có 4 bãi biển: bãi Ngự, bãi Rong, bãi Mun và bãi Nhất. Trong đó, bãi Ngự và bãi Rong là lớn hơn cả. Đảo Thổ Chu có môi trường thiên nhiên tươi đẹp với những dạng san hô mật độ cao, bãi cát trắng mịn ven đảo và những cánh rừng hoang sơ bên trong.
người ta thống kê được có 99 loài san hô, với ưu thế thuộc về hai chi Montipora và Acropora. Họ san hô lỗ đỉnh xuất hiện ở thổ chu. Cùng với thảm cỏ biển, dạng san hô là nơi sinh sống của các loài rùa biển quý giá. Về hệ động vật, đảo thổ chu có các loài phổ biến như sóc, khỉ, chăn, rắn. Trên đảo còn có các loài đặc hữu là thằn lằn chân ngón thổ chu. Vì vậy có thể nói thế giới động vật tại đây vô cùng phong phú. Về thành phần dân cư, đa số cư dân trên đảo đều là ngư dân. Bên cạnh đó còn có các cán bộ hải quân vùng 5 và biên phòng. Thường thì cư dân tập trung sống tại bãi ngự, từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm mới chuyển qua bãi rong để vừa tránh bão vừa buôn bán kiếm thêm thu nhập. Chỉ trừ bãi ngự có dân cư sinh sống thường xuyên, còn các bãi biển khác ở Thổ Chu đều rất hoang sơ như chưa từng in dấu chân người. Ngoài hòn đảo Thổ Chu giữ vai trò trọng yếu trong cả quần đảo, Hòn Nhạn cũng là một hòn đảo khác có tầm quan trọng đáng kể, bởi vì đây chính là điểm A1 được xác định trên đường cơ sở của Việt Nam hiện giờ. Qua đó có thể thấy, quần đảo Thổ Chu nói chung vẫn còn khá hoang sơ và chưa bị đô thị hóa hoàn toàn. Kết hợp với hệ động thực vật độc đáo, đa dạng cùng hệ thống bãi biển xanh trong vắt, nơi đây có tiềm năng du lịch cực kỳ rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là giá trị lớn nhất của quần đảo Thổ Chu. Nó còn được rất nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là có vai trò trọng yếu, giống như vịnh Cam Ranh của Việt Nam, khi có sức răn đe lớn đối với Campuchia ở phía Tây Nam và nhiều quốc gia khác nằm trong vịnh Thái Lan hiện giờ. Tại sao lại nói như thế? Liệu khi phân tích kỹ lưỡng hơn, chúng ta có thể nhận ra lý do không? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ hiểu biết của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé! Đầu tiên, quần đảo Thổ Chu là một trong những quần đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam. Nó bao gồm các đảo nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc nên sở hữu vị trí tiền tiêu hết sức đặc biệt. Và nếu có bất kỳ đợt tấn công nào được triển khai ở phía Tây Nam này, quần đảo Thổ Chu sẽ trở thành vị trí phòng thủ tiêu biểu và quan trọng nhất của cả trận chiến. Nó sẽ giúp Việt Nam ngăn chặn được hầu hết các hướng tấn công của kẻ địch, đồng thời tổ chức phản công hiệu quả để mở đường máu cho mình. Hơn nữa, vùng nước bao quanh quần đảo Thổ Chu còn có độ sâu hàng chục mét, với bề rộng vùng nước lên đến hàng trăm hecta. Điều này giúp cho nơi đây dễ dàng neo đậu các âu tàu có tải trọng hàng chục ngàn tấn và thậm chí là hàng trăm ngàn tấn như những con tàu chiến khổng lồ, phục vụ cho quá trình tác chiến ngoài khơi. Nhưng quan trọng hơn là, từ quần đảo Thổ Chu, lực lượng chiến đấu của Việt Nam có thể phóng tầm mắt quan sát hết các tàu thuyền qua lại tại khu vực vịnh Thái Lan. Theo đó, Việt Nam có thể kiểm soát tốt các hoạt động đảm bảo chủ quyền và cả quyền tài phán của mình tại vùng nước giáp danh với Campuchia, theo Hiệp định năm 1982, đường phân giới trên biển với Thái Lan theo Hiệp định năm 1997, và vùng biển chồng lấn với Malaysia rộng 2.800 km2 gần cửa vịnh Thái Lan, được quy định trong văn bản thỏa thuận hợp tác khai thác chung với nước này vào năm 1992. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết rằng Thổ Chu còn nằm ở vị trí cửa ngõ của Kiên Giang và Cà Mau. Điều này giúp cho các lực lượng chiến đấu của Việt Nam có thể bảo vệ bao quát dải bờ biển dài 200 km của hai tỉnh thành này. Nhưng vị trí chiến lược của quần đảo Thổ Chu không chỉ được thể hiện ở khía cạnh phòng thủ an ninh biển, mà nó còn có tầm quan trọng lớn trong tuyến đường vận tải quốc tế đi qua các nước vịnh Thái Lan từ trước đến giờ. Cụ thể hơn là quần đảo này nằm sát đường hàng hải quốc tế và từ lâu đã trở thành tuyến vận tải biển trọng yếu đi qua các điểm Bangkok, Kông Pong Som, thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Kông, Trung Quốc. Qua đó nó giúp Việt Nam giữ được lợi thế và cả vị thế lớn cho mình trước các nước trong khu vực nói chung và đặc biệt là Campuchia nói riêng. Kẻ luôn canh me Việt Nam sơ sẩy là trỗi dậy ngay tức thì. Có lẽ nhận thấy được tầm quan trọng trong đó của quần đảo Thổ Chu, nên ngày 10 tháng 5 năm 1975, chính quyền diệt chủng Pol Pot đã đổ quân đánh chiếm quần đảo này và gây tội ác dã man với hơn 500 thường dân Việt Nam trên đảo. Sau trận chiến quyết liệt từ ngày 24 đến 27 tháng 5 năm 1975, quân đội Việt Nam đã tiêu diệt quân xâm lược thành công và giải phóng quần đảo. Đến ngày 7 tháng 7 năm 1982, hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký hiệp định về vùng nước lịch sử, lấy đường Pravi năm 1939 làm đường ranh giới phân chia đảo trong khu vực và sau này sẽ thương lượng để hoạch định đường biên giới trong vùng nước này. Hơn một thập kỷ sau, chính xác là ngày 24 tháng 4 năm 1993, chính phủ Việt Nam quyết định thành lập xã đảo Thổ Chu trên vùng lãnh thổ nước nhà.
khi mới thành lập, xã chỉ có khoảng chục hộ dân. Đến nay, nó đã dần có dân cư đông đúc với cơ sở hạ tầng khá phát triển. Theo thời gian, quần đảo Thổ Chu đã dần được định hình trở thành một cứ điểm quân sự quan trọng, giúp Việt Nam bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ở phía Tây Nam. Nó không khác gì tấm bùa hộ mệnh dành cho Việt Nam trước sự dòm ngó của Campuchia suốt thời gian qua và khiến nước này không thể nào làm càn. Nói tóm lại, quần đảo Thổ Chu có diện tích lớn, mặt bằng rộng, rừng cây xanh tốt, các vùng kín neo đậu tàu thuyền, các bãi cát đổ quân, xuất quân nhanh chóng và nhiều đảo vệ tinh gần hỗ trợ. Đây chính là cứ điểm phòng thủ tập trung liên hoàn vững chắc của Việt Nam, kết hợp với vị trí chiến lược quan trọng. Cứ điểm này góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy vùng biển lẫn vùng ven biển Việt Nam trên vịnh Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đồng thời giúp cho đất nước hình chữ S ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển từ phía Tây Nam nói riêng và các khu vực khác nói chung. Hy vọng rằng trong tương lai tới, quần đảo này sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đúng mức của chính phủ nước nhà để xứng đáng với vị thế trọng yếu mà nó đang nắm giữ. Có như thế thì tấm lá chắn ấy mới trở nên vững vàng hơn bao giờ hết trước các thế lực ngoại bang bên ngoài. Nhìn về phía trước, Thổ Chu không chỉ là một cứ điểm quân sự mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Với tiềm năng lớn về kinh tế, quốc phòng và chiến lược biển, việc đầu tư phát triển hơn nữa vào quần đảo này sẽ không chỉ củng cố vị thế quốc gia mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng vùng biển phía Tây Nam. Chính từ đây, Việt Nam sẽ càng thêm vững chắc trước mọi thách thức, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho muôn đời sau. Liệu chúng ta có đủ tầm nhìn và quyết tâm để đưa Thổ Chu trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ mai sau? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé! Việt Nam chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Thế nhưng, cứ mỗi khi Việt Nam mua sắm vũ khí từ anh bạn Nga, thì Trung Quốc lại lập tức lên tiếng mỉa mai. Thậm chí họ còn cho rằng Việt Nam bắt chước Trung Quốc hiện đại hóa quân đội để được biết đến rộng rãi hơn. Vậy thực hư câu chuyện này diễn ra như thế nào? Dựa vào đâu mà Trung Quốc nói Việt Nam bắt chước họ? Tất cả quý vị hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nha. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc cho đội ngũ của chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Quý vị thân mến, bôi xấu và xuyên tạc các nước không chấp nhận cúi đầu hay chống lại lợi ích của Trung Quốc là chuyện bình thường của truyền thông Trung Quốc. Không phải chỉ riêng Việt Nam bị Trung Quốc chơi trò này, mà còn có Ấn Độ, Mỹ, EU, Nhật, Hàn, Philippines, thậm chí cả Nga cũng không ngoại lệ. Đến hẹn lại lên, mới đây, truyền thông Trung Quốc mỉa mai Việt Nam chi 10 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí của Nga, thậm chí còn cho rằng Việt Nam bắt chước Trung Quốc. Cụ thể, một tờ báo Trung Quốc đăng rằng, người hàng xóm bôn chôn Việt Nam có ý đồ gì sau hơn 30 năm chi 10 tỷ đô la Mỹ mua thiết bị của Nga. Cụ thể nội dung bài viết như sau: phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc, gần gũi hơn với Hoa Kỳ về mặt chính trị và tất cả vũ khí cốt lõi đều đến từ Nga. Đây chính là chân dung chân thực của Việt Nam ngày nay. Theo đó, Việt Nam dẫn đầu tàu sân bay Orion của Mỹ tới vịnh Cam Ranh ngày 25 tháng 6 cùng tuần tra vịnh Nam Bộ với Hải quân Trung Quốc ngày 26 tháng 6. Thậm chí còn gặp lực lượng phòng vệ của Nga trong cuộc họp cấp cao ngày 6 tháng 7, một bước đi tuyệt vời của Bộ trưởng Shoigu. Từ góc nhìn của Trung Quốc, Việt Nam là nước láng giềng tương đối ồn ào, thể hiện rõ nhất qua những năm nước này đưa thiết bị của Nga vào sử dụng. Tháng 5 năm 1995, không quân Việt Nam nhận lô 6 chiếc Su-27 đầu tiên mua muộn hơn khoảng 3 năm so với không quân Trung Quốc. Trước khi bước sang thế kỷ 21, lô 6 chiếc Su-27 thứ hai cũng đã được bàn giao. Tuy nhiên trong thời gian đó, đã xảy ra một sự cố khiến 12 mẫu Su-27 do Việt Nam trang bị khá phức tạp. Ban đầu, Việt Nam đặt mua 7 chiếc Su-27 SK một chỗ và 5 chiếc Su-27 UBK huấn luyện hai chỗ. Tuy nhiên, hai chiếc Su-27 UBK vô tình bị rơi trong quá trình giao hàng, nên Nga đã cung cấp hai chiếc Su-27 PU thay thế để bổ sung. Su-27 PU là mẫu rất hiếm, ngoài Nga có lẽ chỉ được trang bị thiết bị của Việt Nam, vì thực chất nó là mẫu xác minh kỹ thuật dựa trên sự phát triển của loại máy bay huấn luyện Su-27 UB khi Sukhoi đang phát triển Su-30, không có danh mục bán hàng. Tuy nhiên, năm 1995, ba chiếc Su-27 của đội bay chiến binh Nga đã lao xuống núi ở Việt Nam. Sau đó,
chiếc AN-124 chở hai chiếc Su-27 UBK đã bán cho Việt Nam để rơi ngay sau khi cất cánh. Là công trình dày công của ngành hàng không Liên Xô, hiệu quả tác chiến của Flanker vượt trội đến mức ngay cả không quân Trung Quốc cũng không thể bỏ qua và đã sao chép, cải tiến trong hàng chục năm, chưa kể không quân Việt Nam. Vì vậy, vài năm sau, Việt Nam lại hành động và mua thêm 4 chiếc Su-30 MKK. Sau bước đầu nếm trải vẻ đẹp của máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ, cùng với cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam, không quân Việt Nam sau đó đã 3 lần mua 8, 12 và 12 chiếc Su-30 MK2, nâng tổng số lên 36 chiếc Su-30. Toàn bộ 48 chiếc Flanker đều là những máy bay chiến đấu chủ lực mà không quân Việt Nam mua từ Nga trong 30 năm qua. Một chiếc Su-27 SK và một chiếc Su-30 MK2 bị rơi trong quá trình huấn luyện. Một chiếc Su-27 SK khác bị cháy động cơ và được đưa về nhà máy để sửa chữa, chỉ có thể sử dụng làm máy bay huấn luyện. Dù là Su-27 SK hay Su-30 MKK, các mẫu máy bay chiến đấu do Nga sản xuất mà Việt Nam mua đều là những trang bị hoàn thiện mà Trung Quốc nhập khẩu với tính năng đã được chứng minh. Cách tiếp cận từng bước này phù hợp hơn với thực tế là Việt Nam có sức mạnh quốc gia hạn chế, không thể thực hiện các dự án có rủi ro cao, đồng thời cũng khiến cái mác bắt chước Trung Quốc được biết đến rộng rãi hơn. Trên thực tế, điều này không chỉ đúng với thiết bị hàng không mà còn xảy ra với thiết bị hàng hải. Hải quân Trung Quốc bắt đầu mua tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất từ năm 1994. Sau đó, nước này đặt thêm 2 đơn hàng, nhập khẩu tổng cộng 12 tàu ngầm, là quốc gia có số lượng tàu ngầm Kilo lớn nhất thế giới bên cạnh hải quân của Nga. Đồng thời, nó được kích thích trực tiếp bởi lệnh của Hải quân Trung Quốc rằng ngành công nghiệp đóng tàu Nga đã cải tiến Kilo và cho ra mắt loại 636 dựa trên Kilo loại 877. Phiên bản cải tiến này thành công đến mức không chỉ được lắp đặt thành công trong hải quân Nga mà còn được bán cho Ấn Độ, Algeria và Việt Nam. Tháng 1 năm 2014, chiếc Kilo 636 MV Hà Nội đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh. Thứ tư cùng năm, hai chiếc Kilo 636 MV chính thức gia nhập lữ đoàn tàu ngầm 189 của Hải quân Việt Nam. Đến tháng 2 năm 2017, 4 chiếc còn lại đều được đưa vào biên chế. 6 chiếc Kilo trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ đã về tay Việt Nam. Lực lượng chủ lực số 1 của Hải quân do tàu Niêu Ninh đã phát huy hiệu quả chiến đấu vào thời điểm đó và xung quanh Việt Nam không có đối thủ đáng kể nào, nên tên lửa chống hạm Club do tàu Kilo 636 MV của Việt Nam mang theo từng trở thành mối đe dọa lớn đối với tàu Niêu Ninh, đến mức đã được dư luận bàn luận sôi nổi. Nhìn lại thời điểm Kilo 636 được đưa vào nước ta, thế giới bên ngoài kỳ vọng nó sẽ răn đe các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Thực sự có cảm giác như mọi chuyện khó lường. Ngoài Kilo, Việt Nam cũng đã mua hệ thống phòng không S-300 PMU-122 giống Trung Quốc. Mỗi mẫu này có 2 tiểu đoàn, trong đó S-300 PMU-2 là mẫu do Trung Quốc mua và trực tiếp tài trợ cho nước này. Tất nhiên, theo thói quen mua trang bị do Nga sản xuất, dòng Flanker cũng được trang bị R-73, R-77, KH-31 và các loại vũ khí đường không khác khi bay sang Việt Nam. Việc tiếp nhận sớm Flanker của Trung Quốc giống như đang rút lui. Khác biệt lớn nhất trong việc mua trang bị do Nga sản xuất giữa hai nước có lẽ là do quy mô của Hải quân Việt Nam còn hạn chế. Ngoài Kilo, nước này còn đưa vào sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ như tàu khu trục Cheetah, tàu tên lửa Lightning và tên lửa bờ biển kèm. Ngược lại, Hải quân Trung Quốc đã giới thiệu các tàu khu trục hiện đại S-300M và các thiết bị hạng nặng có giá trị cao khác trong cùng thời kỳ. Ngoài ra, do thực tế đường biên giới đất liền rộng lớn giữa Trung Quốc và Nga, cũng như triết lý phát triển nhất quán của quân đội Trung Quốc trong lĩnh vực xe tăng. Trung Quốc chưa trực tiếp mua xe tăng chiến đấu chủ lực từ Nga, mặc dù điều này rất quan trọng, dễ dàng. Vào những năm 1990, Nga thậm chí từng đưa xe tăng tới Bắc Kinh để quân đội Trung Quốc kiểm tra. Sau nhiều đắn đo, quân đội Việt Nam đã đặt mua 64 chiếc T-90S trên SK trong năm 2017. Việc giao hàng hiện đã hoàn tất và hiện là lực lượng chủ lực số 1 của quân đội Việt Nam. Nhìn chung, mặc dù Việt Nam mua nhiều mẫu thiết bị của Nga trong những năm qua, nhưng đạt đỉnh điểm 3,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2009 và tổng kim ngạch thương mại trong nhiều năm đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi sức mạnh quốc gia, quy mô và hiệu suất lắp đặt thực tế vẫn còn rất hạn chế, chưa đủ để thách thức trực tiếp nước láng giềng phía Bắc. Chỉ có thể nói theo chân Trung Quốc mua trang bị của Nga, Việt Nam bước đầu đã thiết lập được bộ đội lực lượng phòng thủ hiện đại, chủ yếu là trang bị của Nga, không gặp khó khăn gì lớn trong ứng xử với các nước láng giềng khác. Có những cuộc đối đầu quân sự giữa các nước Đông Nam Á không nóng như Đông Á và Đông Bắc Á. Vấn đề hiện nay là với sự bùng nổ của chiến tranh Nga-Ukraine, Việt Nam không còn khả năng trực tiếp mua một số lượng lớn thiết bị tiên tiến của Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ. Quý vị thân mến, trên đây
là toàn bộ bài báo của Trung Quốc. Có thể thấy Trung Quốc liên tục cho rằng năng lực của Việt Nam còn rất hạn chế, nhưng lại muốn bắt chước Trung Quốc. Nếu quý vị đồng ý với toàn bộ bài báo của Trung Quốc, thì quý vị hãy để lại bình luận phím số 1 nha. Còn nếu quý vị không đồng ý, thì để lại phím số 0 quý vị nhé. Thì thực tế đúng là kinh tế, quốc phòng Việt Nam còn hạn chế rất nhiều so với Trung Quốc. Nhưng Việt Nam mua vũ khí, đầu tư vào quốc phòng không phải để chạy đùa hay so bì gì với Trung Quốc cả, mà Việt Nam chỉ muốn nâng cao năng lực để phòng thủ mà thôi. Là một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, hơn ai hết, Việt Nam hiểu rõ những đau thương, mất mát của chiến tranh. Vì vậy, Việt Nam luôn phải đề phòng, cảnh giác, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, chứ không phải nước đến chân mới nhảy. Còn việc Trung Quốc cho rằng Việt Nam mua thiết bị hàng không với thiết bị hàng hải, từ máy bay cho đến tàu kilo là bắt chước Trung Quốc thì thật là hài hước. Việt Nam chỉ mua những thứ cần thiết và phù hợp với quốc phòng của chúng ta mà thôi, chứ ai rảnh đâu mà bắt chước ai. Hơn nữa, Trung Quốc giàu có như thế, Việt Nam có cố gắng cũng chẳng thể bắt chước mua y nguyên như Trung Quốc được. Ý Trung Quốc muốn nói Việt Nam và nhiều nước mua vũ khí trang bị từ Nga đều là bắt chước Trung Quốc hay sao? Tiếp theo, Trung Quốc lại cho rằng Việt Nam chưa đủ thách thức trực tiếp nước láng giềng phương Bắc. Thế nhưng, mục đích của Việt Nam là phòng thủ tự vệ, còn Trung Quốc không làm gì thì việc gì phải sợ cơ chứ? Rõ ràng là Trung Quốc đang gây hấn trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Vậy nên khi thấy Việt Nam mua sắm vũ khí phòng thủ mới lo lắng xuất phó như vậy. Còn Việt Nam chắc chắn sẽ mua vũ khí trang bị đầy đủ và hiện đại để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mình. Điều này không phải bàn cãi. Nhưng chính sách quốc phòng của Việt Nam là tự vệ, là chống lại sự bành trướng lãnh thổ, chứ Việt Nam sẽ không tấn công vô cớ bất cứ nước nào. Việt Nam sẽ dựa trên nhu cầu của mình để cân nhắc mua sắm phù hợp. Quý vị thân mến, cứ hễ Việt Nam tăng sức mạnh quân sự, báo Trung Quốc liên tục bực bội vô cớ, không chỉ cho rằng Việt Nam bắt chước họ, mà mới đây, báo Trung Quốc có nhiều lần phản đối Nga bán vũ khí cho Việt Nam, như phản đối bán tàu ngầm lớp Kilo, tên lửa hành trình Club trang bị cho tàu ngầm. Đây là những hành động vô lý của Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy Trung Quốc tỏ rõ sự lo ngại đối với Việt Nam. Trang mạng quân sự Sina Trung Quốc ngày 7 tháng 6 đưa tin, Việt Nam vừa tiếp nhận hai tàu tên lửa lớp Monia. Hai tàu mới này có hệ thống động cơ và vũ khí tiên tiến hơn so với tàu chiến cùng loại đã có của Hải quân Việt Nam. Báo Trung Quốc vô cớ bày tỏ lo ngại, đặt câu hỏi. Việt Nam liên tiếp ra tay trong mua sắm tàu chiến, rốt cuộc muốn tăng cường sức mạnh ở phương diện nào và triển khai ở vùng biển nào? Theo bài báo, kích cỡ của hai tàu tên lửa Monia tương tự tàu Monia trước đó đều là tàu chiến hạng nhẹ, dài khoảng 50m, lượng dạn nước khoảng 500 tấn. Hai tàu chiến đều trang bị 4 hệ thống bắn tên lửa chống hạm 4 nòng, mang theo 16 quả tên lửa Urani. Tính năng tương tự tên lửa Harpoon của Mỹ, tầm bắn khoảng 130 km. Ngoài ra, tàu tên lửa còn trang bị hai pháo AK-630M 30mm với 6 nòng, mỗi phút có thể bắn 4.000 đến 5.000 viên. Một khẩu pháo AK-176M 76mm với 1 nòng có thể tấn công các mục tiêu trên biển, trên đất liền và trên không. Việt Nam cho biết các loại tàu chiến này có thể chống gió to tốc độ 75 km/h, có thể chạy trên biển 10 ngày liên tục. Hai tàu chiến này do nhà máy đóng tàu Ba Son chế tạo. Việt Nam sẽ chế tạo tổng cộng 6 tàu tên lửa lớp Monia, trước đó đã bàn giao 2 chiếc vào tháng 7 năm 2014, số hiệu là HQ-377 và HQ-378. Tàu chiến này sử dụng công nghệ Nga, hai bên đã ký thỏa thuận chuyển nhượng công nghệ vào năm 2009. Hải quân Việt Nam sẽ nhận được 2 chiếc tàu chiến loại này cuối cùng vào quý 2 năm 2016. Theo thông tin công khai, tàu tên lửa lớp Monia sẽ thực hiện các nhiệm vụ như tấn công, hộ vệ và trinh sát trên biển, có thể độc lập tiêu diệt các tàu địch như tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu nhỏ. Về tính năng, tàu tên lửa lớp Monia là vũ khí phòng ngự biển gần điển hình, hỏa lực chống hạng đặc biệt mạnh, nhưng năng lực phòng không rất yếu. Hơn nữa, hành trình rất ngắn, không thích hợp cho tác chiến biển xa. Nhưng loại tàu này có hỏa lực phóng loạt kinh người. Hơn nữa, số lượng trang bị của Việt Nam là tương đối nhiều. Ngoài 6 tàu cùng loại tự chế tạo, Việt Nam còn có quyền ưu tiên chế tạo tiếp 4 chiếc. Trước đó, Việt Nam đã trang bị 5 tàu lớp Monia Tab 1241.8. Về số lượng, tàu lớp Monia sẽ trở thành tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam. Theo bài báo, những năm gần đây, Việt Nam đã gia tăng mức độ xây dựng hải quân, tiến hành hợp tác với cả Nga và Nhật Bản. Ngoài tàu chiến mặt nước, Việt Nam đã sở hữu 3 tàu ngầm tấn công lớp Kilo do Nga chế tạo, còn 3 chiếc chưa bàn giao. Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố Washington sẽ cung cấp 18 triệu đô la Mỹ cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metro Shark do Mỹ chế tạo. Tháng 10 năm 2014,
chính phủ Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để giúp Việt Nam tăng cường an ninh trên biển. Điều này có nghĩa là từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc gần 40 năm qua, Mỹ sẽ lần đầu tiên xuất khẩu vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đối với năng lực tổng thể của Hải quân Việt Nam, các chuyên gia quốc tế bình luận rằng trang bị của Hải quân Việt Nam có màu sắc tác chiến biển gần mạnh, rất thích hợp cho sử dụng ở khu vực hạn chế như Biển Đông. Việt Nam chuẩn bị nhận thêm 2 tàu hộ vệ tiên tiến. Nếu nói tàu tên lửa lớp Monia có kích cỡ quá nhỏ, vẫn không thể gây chú ý quá nhiều, một loại tàu chiến khác mà Việt Nam sắp nhận được chắc chắn có thể gây thu hút hơn. Theo trang mạng quân sự Sina, ngày 7 tháng 6, tàu hộ vệ tên lửa lớp Jepa 3.9 là phiên bản xuất khẩu của tàu hộ vệ Jepa. Việt Nam đã sở hữu 2 chiếc, lượng dạn nước gần 2.000 tấn, dài khoảng 100 mét. Tàu này trang bị 2 hệ thống bắn tên lửa hạm, đối hạm SSN-25, KH-35, 4 nòng, một hệ thống bắn tên lửa hạng đối không SAN-4 với 2 nòng, có 20 quả tên lửa. Ngoài ra, còn có pháo, thiết bị phóng thủy lôi và thiết bị đối kháng điện tử. Cuối tháng trước, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời nhà máy đóng tàu Zelenodos của Nga cho biết, nhà máy này đã chế tạo xong 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Jepa 3.9 mới cho Hải quân Việt Nam, sẽ bàn giao cho Việt Nam sau khi lắp vũ khí. So với 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Jepa 3.9 đã có, 2 tàu mới của Việt Nam sẽ lắp ống phóng ngư lôi và đạn săn ngầm. Hệ thống nhận dạng địch, TA và hệ thống động lực cũng được cải thiện. Tàu hộ vệ tên lửa Jepa 3.9 là tàu chiến cỡ lớn tiên tiến nhất của Việt Nam. Truyền thông cho biết, nó là tàu tác chiến biển gần điển hình, vũ khí trang bị tương đối toàn diện, chủ yếu được thực hiện nhiệm vụ chống hạm, săn ngầm biển gần, hỏa lực chống hạm và hỏa lực phòng không tầm gần khá mạnh. Hạn chế của nó là ở năng lực phòng không. Tàu lớp Jepa cũng chỉ có thể tiến hành phòng không tự thân ở cự ly gần. Năm 2006, Việt Nam bỏ ra 350 triệu đô la Mỹ để mua 2 tàu hộ vệ lớp Jepa. Hiện nay trang bị cho vùng 4 Hải quân có Bộ Tư lệnh ở Vịnh Cam Ranh, số hiệu đơn vị là Lữ đoàn 162 Hải quân. Căn cứ Vịnh Cam Ranh chấn giữ khu vực sung yếu từ eo biển Malacca đến eo biển Bashi, cách quần đảo Trường Sa tương đối gần, là căn cứ bảo đảm hậu cần, chủ yếu tiến hành tiếp tế vật tư và thay phiên nhân viên đối với lực lượng đóng trên các đảo đá ở quần đảo Trường Sa của quân đội Việt Nam. Theo bài báo, 2 tàu hộ vệ lớp Jepa mới của Việt Nam đã sử dụng nhiều công nghệ tàng hình hơn, đồng thời còn có thể chở máy bay trực thăng. Chuyển hướng phương Tây, đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Trên trang mạng quân sự Sina còn dẫn nguồn tin tiết lộ, Việt Nam đang thảo luận hợp đồng mua sắm vũ khí với các ông trùm quốc phòng của Mỹ và các nước châu Âu, dự định nhập khẩu máy bay quân dụng tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tuần tra trên biển. Những doanh nghiệp Âu Mỹ này bao gồm công ty Boeing và công ty Lockheed Martin, Mỹ, công ty máy bay chiến đấu châu Âu, công ty Saab, Thụy Điển. Hãng tin Reuters, Anh, ngày 5 tháng 6 dẫn những nguồn tin này cho biết, vài tháng trước, các công ty trên cử đại diện nhiều lần tới Việt Nam. Vũ khí được bán tới bao gồm máy bay chiến đấu tiên tiến Gripen E do Saab sản xuất và máy bay 2 động cơ TAP 340 hoặc TAP 2000 của Saab có thể dùng cho tuần tra và cảnh báo sớm trên biển. Phía Việt Nam còn muốn mua sắm máy bay chiến đấu Typhoon của công ty máy bay chiến đấu châu Âu. Nội dung bàn bạc của công ty Lockheed Martin và phía Việt Nam là máy bay tấn công chiến đấu hạng nhẹ F-A50 và máy bay tuần tra trên biển Sea Hercules. Công ty Boeing dự tính bán một loạt máy bay trinh sát trên biển, lấy một loạt máy bay phản lực thương mại làm nền tảng trang bị công nghệ giám sát của máy bay tuần tra trên biển P-8 mới nhất của quân đội Mỹ. Chỉ có điều loại bỏ năng lực săn ngầm. Việt Nam còn tìm kiếm mua sắm máy bay không người lái của các nước phương Tây hoặc châu Á để giám sát biển. Công ty Boeing cho biết có thể cung cấp phương tiện tình báo theo dõi và trinh sát cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và các công ty quốc phòng khác chưa đưa ra xác nhận hoặc từ chối đưa ra phản hồi. Theo bài báo, từ lâu Việt Nam chủ yếu mua sắm vũ khí trang bị từ Liên Xô hoặc Nga, bao gồm máy bay chiến đấu Su-30, tàu ngầm lớp Kilo. Một nhà thầu quốc phòng phương Tây cho biết, Việt Nam muốn tiếp tục nâng cấp máy bay chiến đấu không quân, đào thải trên 100 máy bay chiến đấu MiG-21 cũ, đồng thời giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga, chuyển sang tìm kiếm sự trợ giúp của phương Tây. Có dấu hiệu cho thấy Việt Nam muốn giảm lệ thuộc vào Nga, quan hệ hữu nghị ngày càng ấm lên giữa họ với Mỹ và châu Âu sẽ có lợi cho họ thực hiện hy vọng, nhà thầu này nói. Tháng 10 năm ngoái, Mỹ tuyên bố sẽ hủy bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Ngày 1 tháng 6 năm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã ký kết tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng với Việt Nam, muốn tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước. Một số chuyên gia cho rằng, mặc dù quan hệ Việt-Mỹ ấm lên,
nhưng do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh trước đây, Việt Nam vẫn cảnh giác với Mỹ, không sẵn sàng lệ thuộc quá mức vào vũ khí do Mỹ chế tạo. Trưởng phòng châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Tom Huxley cho rằng tâm lý này có thể đem lại cơ hội cho các nước châu Âu. Đối phó bành trướng. Tờ tin tức tham khảo Trung Quốc ngày 7 tháng 6 dẫn lời chuyên gia Biển Đông Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia cho rằng Việt Nam đang sở hữu các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 do Nga sản xuất, nhưng lực lượng không quân của nước này cần nâng cấp. Căn cứ vào số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam năm 2013 là 3,4 tỷ đô la Mỹ. Nhà nghiên cứu Ian Storey của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore cho rằng, trước việc chính phủ Trung Quốc gây sức ép với Nga, yêu cầu họ giảm bán vũ khí cho Việt Nam muốn giảm lệ thuộc vào Nga về quân sự. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối Nga bán vũ khí cho Việt Nam, như phản đối bán tàu ngầm lớp Kilo, tên lửa hành trình Clap trang bị cho tàu ngầm. Đây là những hành động vô lý của Trung Quốc, Ian Storey nói. Mặc dù Việt Nam biết quân đội của họ luôn không đuổi kịp Trung Quốc về quân số và vũ khí, nhưng hải quân và không quân mạnh có thể cung cấp cho họ khả năng răn đe hạn chế. Trong trường hợp bất đắc dĩ, có thể giúp họ có năng lực đánh hộc máu mũi bọn bành trướng lãnh thổ Trung Quốc trong chiến tranh. Hãng tin Reuters, Anh, ngày 5 tháng 6 cho rằng Việt Nam đã có 3 tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo, cũng đã đặt mua 3 chiếc khác. Nếu lực lượng không quân được tăng cường, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có sức mạnh quân sự mạnh nhất Đông Nam Á. Theo bài báo, Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền, kim ngạch thương mại giữa hai nước gần 60 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Việt Nam từ lâu đã giữ cảnh giác với Trung Quốc, đặc biệt là về tranh chấp lãnh thổ Biển Đông. Quý vị thân mến, theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 2 tháng 6, rất nhiều chuyên gia cho rằng gần đây Việt Nam đã tăng cường quan hệ quốc phòng và ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Mỹ. Báo hiệu Việt Nam quyết định đối phó với thái độ ngày càng cứng rắn của Trung Quốc sau khi nổ ra xung đột gay gắt với Bắc Kinh trong năm 2014. Như vậy, báo chí Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm tới xây dựng hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam, lo sợ Việt Nam mạnh lên sẽ cản trở họ áp đặt yêu sách đường lưỡi bò tham lam, lố bịch và bất hợp pháp. Thế nhưng dù Trung Quốc có cấm cản hay tỏ ra lo lắng thế nào đi chăng nữa, Việt Nam cũng sẽ luôn có những hành động cứng rắn để bảo vệ chủ quyền biển đảo, không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.